Tiền Giang bắt giữ nam công nhân dùng súng nhựa cướp ngân hàng. Xôn xao vụ shipper giả giật dây chuyền một lượng vàng ở Thủ Đức. Nguy cơ va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Ly kỳ vụ tranh chấp của Mai 200 tuổi xôn xao ở Quảng Bình. Hỏa tốc, Hà Nội tạm dừng đưa học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp vào 21 tháng 2. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn. Chào mừng quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Mở đầu chương trình trưa nay 20 tháng 2 năm 2022, mời quý vị nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các địa phương. Thưa quý vị, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Nhật Tôn, sinh năm 1991, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, về hành vi cướp tài sản, thông tin từ báo Người Lao Động. Bước đầu tại cơ quan điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, Tôn khai nhận vào ngày 16 tháng 2 do không có tiền tiêu xài nên Tôn nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Tôn mượn xe máy của bạn làm chung công ty, nói dối là để đi công chuyện. Tôn tháo biển số, điều khiển xe đến một cửa hàng đồ chơi tại phường 1, thành phố Mỹ Tho, mua một khẩu súng nhựa. Sau đó, Tôn điều khiển xe đến trụ sở chi nhánh của một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho. Tại đây, Tôn dùng súng nhựa uy hiếp và đưa một túi ni lông đen cho nhân viên ngân hàng. Bên trong có ghi yêu cầu bỏ vào 500 triệu đồng. Một nhân viên khác đã nhanh trí nhấn chuông báo động. Tôn bỏ chạy ra xe tẩu thoát, vứt khẩu súng nhựa xuống kênh, gắn lại biển số xe rồi trở về nhà. Khẩn trương điều tra truy xét, đến khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 2, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành bắt giữ Tôn tại một công ty may trên địa bàn xã Trung An. Khám xét nơi ở của Tôn, Công an thu giữ một xe máy cùng một số tang vật liên quan. Cũng theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 18 tháng 2, ông NVV, sinh năm 1960, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, ông chính là nạn nhân trong clip giật dây chuyền đang xôn xao trên mạng xã hội. Ông V kể chiều 17 tháng 2, khi đang đi bộ thì bị nam thanh niên mặc áo cam áp sát, giật dây chuyền bỏ chạy. Sự việc xảy ra cách nhà 100m tại giao lộ đường số 7, đường số 16, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức. Bị cướp giật bất ngờ, ông V truy hô, ném hộp sữa vào tên cướp và đuổi theo nhưng không kịp. Tên cướp thấy tôi có đeo sợi dây chuyền nên núp tại đường số 16 chờ sẵn. Tôi vừa đến giao lộ thì người này lao ra gật đầu chào rồi mới giật dây chuyền, ông nói. Ông V cho biết, sợi dây chuyền trị giá gần một lượng vàng và kẻ cướp thực hiện hành vi rất nhanh nên ông không kịp trở tay. Hiện công an đang xác minh xử lý vụ việc. Thưa quý vị, nguy cơ va chạm tai nạn giao thông trên tuyến đường thuộc hệ thống quốc lộ 1A có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguyên nhân là có tuyến đường nhánh giao nhau với quốc lộ 1A, không lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu và biển báo hướng dẫn. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Đó là điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành, phường 8 với đường số 1, khu đô thị Nhật Hồng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Vào cuối năm 2021, tuyến đường số 1 khu đô thị Nhật Hồng được đấu nối thông ra đường Nguyễn Tất Thành, cũng là thời gian lưu lượng phương tiện lưu thông qua điểm giao nhau này rất đông. Tuy nhiên, vì không có hệ thống đèn báo hiệu nên người điều khiển phương tiện lưu thông qua lại trên đường Nguyễn Tất Thành bị bất ngờ khi phương tiện từ phía đường số 1 chạy ra hướng lộ. Do đường số 1 có kết cấu mặt đường khá rộng, thêm vào đó đây là tuyến đường nằm trong khu dân cư và kết nối với các khu chế biến thủy sản, nên có khá đông phương tiện lưu thông qua lại tại điểm giao nhau nằm tại cống Hội đồng Nguyên. Ngoài việc không có hệ thống đèn báo hiệu, điểm giao nhau tại đây cũng không có biển báo hướng dẫn người đi đường nên gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện đi qua đây. Người dân ở đây cho biết đã có không ít trường hợp xảy ra ùn tắc, va chạm giao thông tại đây, nhất là vào giờ cao điểm người dân, công nhân đi làm hay những khi có xe có tải trọng lớn của các công ty lưu thông qua điểm giao nhau này. Đặc biệt là vào thời điểm ban đêm, phương tiện rất dễ va chạm nhau khi lưu thông từ hướng đường số 1 ra đường Nguyễn Tất Thành, hướng về huyện Cái Nước. Khi đó có phương tiện lưu thông từ hướng huyện Cái Nước về thành phố Cà Mau. Thưa quý vị, thông tin đến từ báo Người Lao Động. Cây mai đại thụ giá tiền tỷ này từng được trưng bày trước dịp Tết Nguyên Đán ngay tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, thu hút nhiều người chơi cây cảnh đến ngắm nghía và dòng người hiếu kỳ đổ về xem, gây xôn xao dư luận địa phương. Và cũng chính cây mai này đang là tâm điểm của một vụ tranh chấp ly kỳ xảy ra tại tỉnh Quảng Bình. Hai người con của bà Nguyễn Thị Thiên, sinh năm 1938, ngụ tại phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là anh Nguyễn Dũng và Nguyễn Tý đã đem câu chuyện đầy bức xúc trình bày với báo Người Lao Động. Cả hai cùng khẳng định chủ nhân thực sự của cây hoàng mai đại thụ trên chính là gia đình anh.
Trình bày với phóng viên, anh Nguyễn Dũng cho biết bà Thiên tức mẹ anh là người có quyền sử dụng thửa đất số 780 với diện tích 991m2 tại thôn 8 Phù Xá, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với thửa đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24 tháng 1 năm 2022. Cây mai thuộc dòng hoàng mai chín cánh, cao từ 7 đến 10 mét, tán cây xòe rộng ra xung quanh với bán kính đến hơn 7 mét, gốc cây rộng hơn 1 mét. Đây là một trong những cây hoàng mai được nhiều người đánh giá là cổ và đẹp, thuộc hàng độc nhất của miền Trung và Việt Nam. Theo anh Dũng, trước đây, nhiều thương lái biết chuyện liền tìm về nhà anh để hỏi mua cây mai này và có người từng trả giá lên tới 1,8 tỷ đồng, nhưng anh và các anh em quyết không bán. Anh Dũng nói cây mai cổ thụ này thực sự ai trồng thì anh không rõ, nhưng có từ thời ông nội của anh trên chính mảnh vườn mà gia đình đang sở hữu. Sau khi bố anh mất thì mảnh vườn cùng cây mai trên được mẹ và các anh em trong gia đình tôn tạo, bảo quản. Tuy trước đó cả gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, anh về quê sinh sống để chăm nom nhà cửa, vườn tược của cha ông để lại. Trong đó có cây mai mà gia đình anh bấy lâu xem như là báu vật. Sáng 25 tháng 1, khi anh Dũng và anh Tý đang ở thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc riêng, thì bất ngờ có người hàng xóm gọi điện hỏi gia đình bán cây mai với giá bao nhiêu, vì thấy có một nhóm người lạ mặt đưa máy cẩu xe lớn vào vườn nhà anh để đào cây mai giữa ban ngày ban mặt. Sau đó cả hai gác lại mọi chuyện để về quê, nhưng không còn thấy cây mai trong vườn. Qua tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Nận, anh em cùng cha khác mẹ với bố anh Dũng và ông Nguyễn Xuân Cư, cháu bà Nận, đã tự ý đem người lạ mặt vào mảnh vườn mà gia đình anh sở hữu để đào trộm và bán cây mai này. Anh Nguyễn Tý cho biết càng bất ngờ hơn khi đọc báo thì thấy cây mai của gia đình được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình trước dịp Tết Nguyên Đán. Thông tin còn nói cây mai trên đã được ông Tô Anh Dũng, ngụ thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch mua lại và là chủ sở hữu mới. Và bức xúc hơn khi có thông tin dòng họ Nguyễn Hữu đã đồng ý bán cho người đàn ông này để xây nhà thờ họ của mình. Ngay sau khi cây mai nhà mình bị đào trộm, bà Nguyễn Thị Thiên đã ủy quyền cho hai con trai của mình gửi đơn lên công an thành phố Đồng Hới để mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh giải quyết. Cơ quan này sau đó cũng đã hướng dẫn gia đình làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Thị Nận và ông Nguyễn Xuân Cư lên tòa án nhân dân cung cấp, buộc hai ông bà này trả lại cây mai về đúng vị trí nguyên trạng. Theo anh Tý và anh Dũng, trường hợp cây mai 200 tuổi này trở về mảnh vườn vốn có của nó, nếu như trồng lại sống khỏe mạnh như lúc đầu thì không nói, nhưng lỡ như cây có mệnh hệ gì thì buộc những người liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải bồi thường thỏa đáng. Quý vị thân mến, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chăm sóc, giảm nhẹ hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh, tổ chức các đơn vị điều trị hậu COVID-19, trực thuộc bệnh viện hoặc triển khai thêm chức năng, nhiệm vụ điều trị, tư vấn hậu COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh, phối hợp với Bảo hiểm Y tế điều trị và thanh toán người bệnh hậu COVID-19, người có bệnh nền có bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau là đơn vị đầu mối, phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, tổ chức triển khai điều trị hậu COVID-19 theo từng chuyên khoa và tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ hậu COVID-19 cho tuyến dưới. Các bệnh viện trung tâm y tế có giường bệnh ra soát trang thiết bị, dụng cụ cần thiết chăm sóc hậu COVID-19, dự trù mua sắm từ nguồn phát triển sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp không còn nguồn và thực sự cấp thiết, tổng hợp trình Sở Y tế xem xét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, chú trọng đẩy nhanh tiến độ tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại để đạt được và duy trì miễn dịch cộng đồng. Ưu tiên cho các lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, lao động hoạt động trong các lĩnh vực du lịch dịch vụ để duy trì sản xuất. Sẵn sàng tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi khi có hướng dẫn và phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Thực hiện tốt các mục tiêu giảm tối đa các trường hợp tử vong do COVID-19, giảm các ca bệnh chuyển biến nặng, không để bị động lúng túng khi có các biến thể mới của virus. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong các trường học. Các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa, quý vị và các bạn thân mến, để chung sống an toàn với dịch COVID-19, tiêm vaccine phòng bệnh được xác định là một trong những biện pháp quan trọng, căn bản.
thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế và các địa phương tại Khánh Hòa đang tiếp tục tăng cường vận động và tổ chức tiêm vaccine cho người dân, phấn đấu hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vào cuối tháng 2 năm nay và hoàn thành mũi tiêm bổ sung trong quý 1. Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động vào cuối tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 28 tháng 2. Để triển khai chiến dịch, ngành y tế Khánh Hòa đã làm việc với tinh thần làm việc xuyên Tết, làm ngày, làm đêm. Các lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để ra và lập danh sách tiêm chủng, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng, bố trí lực lượng y tế tổ chức tiêm tại nhà, đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhờ triển khai đa dạng các giải pháp nên tỷ lệ phủ mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, tính đến nay đã đạt hơn 72%. Việc triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung, mũi nhắc lại, mũi 3 được đông đảo nhân dân đón nhận. Tiêm vaccine rất là lợi ích bởi vì nó sẽ tạo cho chúng ta có một kháng thể tốt để chúng ta phòng được dịch. Và tất nhiên là vaccine nó cũng có thể nó mang lại một số tác dụng phụ ngoài mong muốn, không có lợi cho mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái tác dụng phụ đó nó không là ảnh hưởng gì nhiều. Những cái lợi ích vaccine mang lại mới thực sự là nhiều. Những thành viên của gia đình mình vừa rồi tiêm vaccine thì không có một cái tác dụng phụ nào ngoài mong muốn, cũng như là những cái phản ứng của thuốc gần như là không có. Và từ ngày hôm mà cả gia đình mình được tiêm vaccine thì không có thành viên nào bị nhiễm. Tiêm mũi 3 làm cho gia đình mình cũng như mình là rất là yên tâm. Tác dụng mang lại của mình chích vaccine thì đưa cái mô hình vào để mà tạo ra cái sức đề kháng, tạo ra kháng nguyên để mà chống chọi lại. Nếu như sau này mình lỡ có bị nhiễm thì nó sẽ nhẹ và nó sẽ khỏi bệnh. Được biết, tỉnh Khánh Hòa vừa được Bộ Y tế phân bổ 243.000 liều vaccine Pfizer. Số vaccine này dùng để triển khai tiêm mũi 2 và mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân. Tiêm vaccine là tạo miễn dịch chủ động do kháng thể được sinh ra và theo thời gian sau khi tiêm vaccine khoảng từ 4 đến 6 tháng, kháng thể sinh ra từ 2 liều vaccine cơ bản bị suy giảm dần. Vì vậy, tiêm nhắc lại, tiêm mũi 3 tăng cường nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch, làm cho kháng thể trong cơ thể được tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2. Do đó, tiêm mũi vaccine tăng cường là rất quan trọng, là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe, nhất là với những người cao tuổi, người có bệnh nền. Tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao, nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm. Và chúng ta được biết là với những người, cái tỷ lệ mà tiêm vaccine của trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chúng ta là khá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân là chưa được tiêm mũi 2, chưa được tiêm mũi 3, thậm chí là có những người chưa được tiêm mũi 1. Những người mà chưa được tiêm vaccine thì chúng ta biết là khi mà rất dễ bị mắc bệnh COVID-19. Đồng thời khi mà mắc bệnh thì cũng rất là dễ diễn biến nặng. Do vậy rằng cũng khuyến cáo bà con, những người mà chưa được tiêm mũi 1, chưa được tiêm mũi 2, chưa được tiêm mũi nhắc lại, chưa được tiêm mũi bổ sung thì chúng ta nhanh chóng lập danh sách để liên hệ với chúng tôi để triển khai sớm cái nội dung này. Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện đang có dấu hiệu tăng trở lại. Điều này cho thấy dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Để ngăn chặn dịch bệnh, cách tốt nhất hiện nay là người dân nên chủ động tiêm vaccine, nhất là mũi tăng cường. Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm 1 giờ, 1 ngày, sẽ sớm thêm 1 giờ, 1 ngày, có nhiều người được bảo vệ, nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa, nhiều người lao động được trở lại làm việc. Chuyển sang các thông tin về đời sống kinh tế dân sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận, thông tin từ báo Người Lao Động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay lại trường học. Theo tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, thực hiện nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm tra hiệu quả COVID-19,
công văn 4726 ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có tờ trình số 327 ngày 9 tháng 2 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19 và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng. Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh có ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh và có cường độ mạnh. Khu vực Hà Nội sẽ có những ngày lạnh, rét hại, dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn tồn tại lo lắng khi cho con đến trường. Tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao trong việc đưa con em trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép tạm dừng phương án học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học trực tiếp vào ngày 21 tháng 2 theo công văn 432 ngày 15 tháng 2 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21 tháng 2 năm 2022, thông tin từ truyền hình An Giang. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương để có giải pháp phù hợp khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi có học sinh đến trường. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa, từ kết quả khả quan của kinh doanh xuất khẩu gạo trong tháng 1 vừa qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam về ASA dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2022 vẫn đảm bảo trên 6 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được các thương nhân linh hoạt điều chỉnh tăng giảm khoảng 5 đô la Mỹ một tấn để phù hợp với tình hình xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Giá xuất khẩu ổn định cùng chất lượng vượt trội đã tạo ưu thế cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Các doanh nhân cũng khẳng định xuất khẩu gạo sẽ tăng từ tháng 3 tới đây khi vụ đông xuân cho thu hoạch rộ. Tỉnh ủy Bình Thuận đã có nghị quyết chuyên đề đối với việc phát triển nông nghiệp của tỉnh, thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Theo đó, thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, chất lượng và bền vững. Phát triển nông nghiệp phải xuất phát từ người nông dân nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng sống cho người nông dân. Trong đó, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa chất lượng cao gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc, tập trung cây thanh long, lúa và nghiên cứu phát triển cây dược liệu, cây ăn trái và chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang cây trồng khác có hiệu quả hơn. Năm 2022, tỉnh phấn đấu sản lượng lương thực đạt 800.000 tấn, phát triển lúa thương phẩm chất lượng cao hướng đến xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo. Duy trì ổn định diện tích thanh long, phát triển các vùng thanh long ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, phấn đấu sản lượng trên 710.000 tấn. Hiện nay, lúa đông xuân trên địa bàn huyện Phú Tân đang ở giai đoạn đẩy nhánh làm đồng đến trổ chính. Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Phú Tân, hiện muỗi hành đang xuất hiện và gây hại từ mức độ nhẹ đến trung bình tại các địa phương có diện tích xuống giống muộn, thông tin từ truyền hình An Giang. Tính đến nay, huyện Phú Tân có 85 hecta bị nhiễm muỗi hành, trong đó trung bình 10 hecta tỷ lệ nhiễm từ 5 đến 20%, số chồi bị nhiễm còn lại ở mức độ nhẹ. Ngoài ra còn ghi nhận 320 hecta nhiễm muỗi hành tỷ lệ từ 1 đến dưới 5% ở các xã Phú Hiệp, Phú Long, Hòa Lạc, Phú Thành, Phú Xuân, Phú Hưng và Tân Hòa. Để chủ động phòng trừ muỗi hành một cách có hiệu quả, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Phú Tân khuyến cáo bà con nông dân kịp thời tháo nước ra để hạn chế sự lây lan và phát triển của ấu trùng muỗi hành. Tăng cường bón thêm phân tùy theo màu lá lúa để cho chồi non phát triển thành bông sau này. Khi lúa vào giai đoạn đồng và đã thấy ống hành, nông dân không nên phun thuốc trừ muỗi hành vì không hiệu quả. Để bảo vệ tốt lúa đông xuân 2021-2022, bà con nông dân nên tăng cường thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện muỗi hành sớm và có biện pháp quản lý hữu hiệu nhằm tránh thiệt hại năng suất. Nói đến nghề nuôi cá bống mú, mọi người thường nghĩ đến nghề nuôi cá lồng bè trên biển đang phát triển mạnh tại các xã ven biển và hải đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều hộ dân ven biển đã thả nuôi thành công cá bống mú dưới hình thức mùng lưới trong ao đất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông tin này đến từ truyền hình Cà Mau.
Gia đình ông Lý Văn Cơ ở ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời là một trong những hộ nuôi cá bóng mú trong ao đất thành công trong nhiều năm qua. Ông Cơ làm nghề buôn bán cá giống bắt được trong tự nhiên tại các cửa biển Sông Đốc, Khánh Hội. Các loại cá giống như cá đối, cá nâu, cá dẻm, trong đó có cá bóng mú. Những lúc cá giống không tiêu thụ hết, ông Cơ đầu tư lưới mùng nuôi thử nghiệm trong ao tôm. Vụ đầu cách đây 3 năm, ông thả 100 con cá bóng mú. Cá bóng mú ăn khỏe, nhanh lớn. Chỉ sau 6 đến 8 tháng thả nuôi, cá đạt trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg. Sau vụ đầu, ông tiếp tục thả nuôi cho đến nay, mỗi vụ lợi nhuận vài chục triệu đồng. Phù hợp, dễ nuôi dữ dằn là nó không có rủi ro bệnh hoạn gì chứ. Thức ăn thì mua cá phân hàng đáy nè, về mình cho ăn. Nuôi cũng 10 mấy 20 hộ mà thấy ai cũng đỡ chứ, không thất bại. Cần cơ quan đồ đó hướng dẫn thêm về thuốc men đồ đó, kỹ thuật đồ thêm để cho bà con người ta nuôi cho chắc ăn chút. Thấy mô hình nuôi cá bóng mú trong lưới mùng, hộ ông Cơ hiệu quả dễ nuôi, nhiều hộ dân lân cận đến tham quan và áp dụng. Đến nay, trên địa bàn ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, có khoảng 20 hộ nuôi cá bóng mú theo hình thức này. Có hộ thả vài chục con, hộ thả đến vài trăm con. Hiện nay, giá mỗi con cá bóng mú giống khoảng 20.000 đồng, loại con đạt 100 gram. Cá bóng mú nuôi khoảng 6 tháng là có thể thu hoạch, giá cá thương phẩm cũng khá cao, khoảng 200.000 đồng một ký. Tôi cũng tính làm theo một cái mô hình nhỏ để mình nuôi thí nghiệm cái. Nuôi sinh hoạt gia đình rồi từ từ, rồi nếu mà nó kết quả thì mình tiếp tục làm tiếp, mở rộng mô hình cái. Mô hình này nói chung là nó cũng phát triển, nhưng mà cái theo em thì ở đây dân người ta cũng chưa có thích nghi, chưa biết á, nên em thấy cái mô hình này nên nhân rộng ra để cho bà con nuôi để cho nó đạt hiệu quả hơn nữa. Mô hình này nói chung là nó rất là hiệu quả luôn, tại vì con giống với bà con thức ăn ở đây là bà con tự tạo được nên cái hiệu quả lợi nhuận rất là cao. Xuống đây cũng đang ý định là cũng nhân rộng giống để đem về khu bên em bên Thái Bình hoặc Bến Tre, Bạc Liêu. Nói chung là con giống giờ cung cấp cũng không đủ, bà con đang nuôi rất là hiệu quả luôn. Theo ngành chuyên môn, mặc dù cá bóng mú thuộc dạng dễ nuôi, nhưng để nuôi đạt, quá trình chăm sóc cá cũng rất công phu. Thời điểm cá dễ phát sinh dịch bệnh và hao hụt nhiều nhất là từ khi nhập cá giống về đến khi nuôi được khoảng 3 tháng. Trong giai đoạn này, người nuôi phải thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng của cá, cũng như theo dõi nguồn nước trong ao nuôi, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn thì cá mới khỏe và phát triển được. Đối với cái mô hình nuôi cá mú chân châu ở trên địa bàn của tỉnh Cà Mau thì mới phát triển là trong khoảng là thời gian chừng 3 năm gần đây. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy là đây một mô hình là có cái hiệu quả kinh tế là rất thiết thực đối với cho bà con nông dân. Chính vì thế thì ngành nông nghiệp cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như là chi cục thủy sản, trung tâm khuyến nông, chi cục chăn nuôi và thú y là phối hợp là sẽ là xây dựng về cái là quy trình kỹ thuật cũng như là các phương án nuôi để làm sao mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con chúng ta trong thời gian sắp tới. Thì trên cái phương án này thì hàng năm là ngành nông nghiệp cũng là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là cần phải là phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta là lên cái mô hình, chúng ta là xây dựng mô hình điểm để tập huấn hướng dẫn cho bà con chúng ta. Từ hiệu quả của mô hình nuôi cá bóng mú trong mùng lưới tại ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời cho thấy, đây là ngành nghề rất triển vọng, nhờ chi phí đầu tư vừa phải, cá ít bị bệnh, rất phù hợp ở vùng đất ven biển. Mô hình cũng là điều kiện để bà con nông dân chuyển đổi vật nuôi phù hợp nhằm mang lại thu nhập cao, phát triển kinh tế gia đình. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network, các đơn vị báo đài liên quan và sử ứng dụng Netlove. Thu Huyền xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.